Trung Quốc, xe điện phát nổ, chung cư bốc cháy, 59 người thương vong. Ngày 25 tháng 2, một chiếc ô tô điện đột nhiên phát nổ kinh hoàng tại Đới Sang, Nam Kinh. AFA đưa tin, trước đó khoảng 4 giờ sáng ngày 23 tháng 2, tòa nhà dân cư Minh Thượng, Tây Uyển, cao 34 tầng ở quận Vũ Hoa Thai, Nam Kinh cũng bốc cháy dữ dội. Các quan chức cho hay, vụ hỏa hoạn xuất phát từ nơi một chiếc xe đạp điện đậu trên tầng cao của tòa nhà. Vụ hỏa hoạn đã khiến 15 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương. Các video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, một quả cầu lửa lan ra bên ngoài tòa nhà, những cột khói bốc lên từ các căn hộ ở nhiều tầng khác nhau, để lại vết cháy trên mặt tiền của tòa nhà, người dân thất thanh gào thét kêu cứu. Theo CCTV, nhà chức trách nhận được cuộc gọi yêu cầu trợ giúp vào lúc 4 giờ 39 sáng ngày 23 tháng 2 và đã điều động 20 xe cứu hỏa đến hiện trường. Ngọn lửa được dập tắt lúc 6 giờ cùng ngày. Trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 2, thị trưởng Nam Kinh Trần Chi Thường đã gửi lời chia buồn. Ông vô cùng xin lỗi gia đình các nạn nhân và những người bị thương, nói thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành và chính quyền thành phố sẽ đưa ra câu trả lời xác đáng cho các nạn nhân và cộng đồng. Vụ việc trên đã khiến dư luận lo ngại về độ an toàn của xe điện sản xuất trong nước. Nhưng rất hiếm khi thấy các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin về các vụ cháy xe điện hay tai nạn cháy nổ tự phát liên quan đến loại phương tiện này. Vấn đề an toàn của xe điện ở Trung Quốc luôn bị cơ quan chức năng phớt lờ. Mỗi lần xe điện bốc cháy, cơ quan chức năng đều không xử lý nghiêm túc nên thường xuyên xảy ra sự cố tương tự. Trong những năm gần đây, các phương tiện sử dụng năng lượng mới, bao gồm cả ngành năng lượng mới, luôn được các quan chức Trung Quốc đánh giá cao và đang thúc đẩy ngành năng lượng mới trên toàn cầu. Ngay cả khi xe điện hoặc các phương tiện chạy bằng điện có nhiều mối nguy hiểm về an toàn khác nhau, chính quyền Trung Quốc hầu như sẽ luôn che đậy chúng. Không nói đâu xa, hãy nhìn vào video này. Chiếc xe ô tô điện màu trắng Made in China đang sạc điện thì bất ngờ phát nổ, gây ra tiếng động lớn và khiến chiếc xe bị bắn lên không trung theo phương thẳng đứng, cách mặt đất khoảng 5 mét. Một bộ phận của chiếc xe văng ra ngoài, khói trắng nghi ngút xung quanh hiện trường, khiến nhiều người chứng kiến một phen khiếp vía. Được biết, đây là dòng xe của hãng BYD Auto. Vụ việc trên không phải là trường hợp đầu tiên xe ô tô điện Trung Quốc phát nổ. Một số video lan truyền trên mạng còn cho thấy những vụ nổ xảy ra khi xe đang chạy trên đường. Một chiếc ô tô điện đang di chuyển đã phát nổ ngay sau khi va chạm với biển chỉ dẫn. Có thể thấy phần phía trước của xe đã vỡ nát thành những mảnh vụn, trong khi phần còn lại bốc cháy dữ dội. Đây là phần còn lại sau khi chiếc xe phát nổ, không rõ người lái xe có kịp thoát thân không. Thậm chí không cần phải va chạm, xe điện Trung Quốc có thể bốc cháy ngay cả khi đang dừng đổ. Trong video, một chiếc ô tô điện đang nổ đùng đùng liên tiếp như bắn pháo hoa. Những vụ đổ này khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những vụ đánh bom của ISIS. Sau khi video về những vụ nổ này được lan truyền trên mạng, nhiều người để lại bình luận như: xe Made in China đã cải tiến thêm chức năng bay cao 5 mét. Điều này thật sự khiến tôi phải xem xét lại mọi việc liên quan đến xe điện. Tôi không muốn bị tàn nát thành từng mảnh sau một vụ tai nạn giao thông nhỏ, bị thiêu rụi trong ngọn lửa và nằm rải rác trên mấy nghìn mét vuông.